về đấy rồi ạ. Là người ấy, hay là ma, đấy là do thằng này. Cô là cái thám gì mà đòi quyết định? Mẹ hãy cứu con. Chính nơi phòng trò khi còn nhớ thành tinh, có bạn cô nàng trái tính và có chiều, biết bao tiếng cười rồi xích mích buồn vui. Thế đời vẫn xanh ngời nhưng không trời mong mơ. Tôi xin lỗi nha, tại sáng giờ nhà tôi mất mạng chứ bộ. Bây giờ tôi đợi một mét rồi, tôi gửi cho bà nhé. Một xíu nha, 30 phút thôi, nha. Chết tiệt, chó nhại rồi mà dối tôi kiểu không biết nữa. Tôi nguyền rủa cho nhà mấy người á, sẽ bị đẩy lên chân màn á, rồi quần áo luôn. Thằng chó nó động vào máy tao vậy, muốn chết. Sao lại là cô? Đi đứng kiểu gì vậy? Làm ra chết rồi này. Nè, tại anh ngồi bành trướng, ra chỗ đi lại chứ bộ. Mà này, cô mò vào đây làm gì vậy? Đừng nói với tôi ấy, cô vào đây để cày game đấy nhá. Tôi làm gì kệ tôi, mắc gì báo cáo với anh. Ok, bạn là nhất, nhất bạn rồi. Này, đến sớm đấy. À, đến rồi đấy à? Ngồi máy đi, tao bật máy cho mày rồi đấy. Đừng nói là mày chơi từ tối qua đến giờ nhá. Chứ còn sao nữa, thơm nói nhiều quá, vào game chiến đấy. Ủa, sao máy này không nhận USB là sao ta? Chị ơi, sao máy này không có cắm được USB vậy chị? Máy lấy hỏng cổng USB rồi em ơi. Đổi sang máy khác cho chị nhá. Nè, đổi máy cho tôi đi. Máy này á không cắm được USB. Đổi làm sao được? Cô không thấy tôi đang dở trận đi à? Thôi tôi đổi đi, ở đây full máy mất rồi. Anh đổi cho tôi đi, tôi đang phải gửi bài gấp lắm. Thôi được rồi, đợi một lát, nốt trận đã. Nốt trận đến bao giờ? Đấy này, sắp xong đi rồi. Chơi giỏi quá, mãi không chết. Biết làm thế nào được, cố gắng đợi xíu đi. Đợi, tôi cắt cổng. Đánh nhà tao hả con? Xong rồi đây, đổi thì đổi. Ngồi đi. Bài cho bà mà không được. Tôi gửi bài rồi đó, bà kiểm tra coi nhận được chưa. Hả? Cái gì? Bà nộp bài cho thầy rồi hả? Sao mà không đợi tôi? Phải làm sao bây giờ? Bài thì không kịp nộp. Lần này thầy không cho mình thi hết học kỳ luôn á. Tất cả là tại cái thằng cha hàng xóm mất dịch đó nữa. Dạ, con đang về đấy rồi ạ. Xin lỗi, tôi vội quá. Bye. Cái tình khốn kiếp này, tao bị giết rồi. Ê,
Chào cháu. Cháu cho ở phòng này à? Dạ. Cô đến tìm ai ạ? À, cô là mẹ của Duy Anh. Duy Anh cũng cho ở phòng này đấy. Mà này, cháu xem nào, cho cô vào nhà cô ngồi chờ nó một lúc có được không? Vì Duy Anh đi học chưa về. Mở cửa đi chứ. À, dạ dạ dạ. Ôi, cái chân của tôi. Thông cảm cho cô nhé. Ngày trước cô bán thịt lợn, thế là thịt ế quá cô toàn phải ăn thôi. Cho nên là bây giờ người nó mới trộm vía. Như thế này này cháu ạ. À, cháu trọ ở đây lâu chưa? Dạ, con trọ ở đây vài tuần rồi ạ. Thế thì cháu cũng biết thằng Duy Anh nhà cô đấy nhỉ? Thằng Duy Anh nhà cô nó lên đây để ôn thi đại học mà. Má, số Duy Anh nhà cô nó long đong lận lận lắm. Nó ngoan ngoãn hiền lành. Thế mà học tài thi phận 3 năm rồi vẫn trượt cháu ạ. Con trai bác mà ngoan, cả thế giới này không ai ngứa hết trơn. Cháu nói cái gì cơ? Dạ không có ạ. Ba uống nước không? Để con lấy nước cho ba uống nha. Quái, cái thằng Duy Anh giờ này mà sao nó vẫn chưa về nhỉ? Học hành gì mà lâu thế nhỉ? Chắc là bận quá đây mà. Ôi dồi ôi, tục tưng của mẹ. Đi học về mệt lắm hả con? Ôi thương thế, thương thế. Con chào mẹ. Ở dưới quê mẹ bận trăm công nghìn việc, mẹ mới công lên đây làm cái gì? Mẹ phải lên động viên con trai của mẹ chứ. Xem ôn thi thế nào, học hành thế nào, ăn uống ra làm sao. Mẹ quan tâm đến tục tưng của mẹ nha. Ôi trời mẹ, con 21 tuổi rồi đấy. Mẹ đừng có béo má con mãi như vậy nữa. Cái thằng này, ở nhà đi đi mẹ còn phải rửa đít cho. Ok mẹ. Chả bố anh, xấu hổ cái gì mà xấu hổ. Mà này, dạo này học hành như thế nào mà trông con xanh xao vàng vọt mà lại gầy thế hả con? Ôi thương quá cơ con trai của mẹ. Dạo này học hành vất vả quá mẹ. Ngày con phải học 5 tiết lận, không có thời gian nghỉ ngơi luôn á. Ôi dạ. Chết, con gái của mẹ ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây. Cố lên nhé con nhá. Con mà thi đỗ năm nay á, thì mẹ sẽ tặng cho con một chung cư ở tại nơi này cho con học hành và ở, được không? Thật đó mẹ? Ừ. Nhưng mà khó nói lắm mẹ. Bây giờ học tài thi phận. Cái tình xấu xa. Lần này á, tôi sẽ cho anh khóc ra tiếng máng luôn. Ủa, anh Duy Anh, em vừa mới thấy anh mặc đồ ngủ ở tiệm nét mà. Sao bây giờ mặc đồ khác vậy? Mà được đó, em thấy bộ này đẹp. Cháu nói gì? Quán nét á? Này con bé kia, ăn nói linh tinh gì đấy? Sao linh tinh? Con nói đúng rồi bác. Hồi nãy á, con đi gửi tài liệu á, con thấy ảnh ở ngoài đó đó bác. Duy Anh, có đúng như thế đúng không? Mẹ, không phải đâu. Mẹ đừng nghe nó nói linh tinh. Con bé này á, nó hay nói đùa lắm. Này, đừng có mà đùa dai như thế nhá. Mẹ anh hay tin thật lắm đấy. Sao phải giấu bác hả anh? Mình học hành vất vả cực khổ như vậy á, thỉnh thoảng mình đi chơi game, giải trí, thư giãn đầu óc một chút cũng tốt mà. Hai bác ha. Duy Anh. Dạ. Sáng nay là mày không đi học mà mày ở quán nét phải không? Này con bé kia, sao lại làm điều hãm hại tôi? Sao lại to tiếng em như vậy? Em đâu có làm gì đâu. Em có sao nói vậy thôi à. À, thì ra bao nhiêu tiền tao cho mày ăn học để mày đổ hết vào quán game hả? Có đúng không? Kìa mẹ, sao mẹ lại đi tin người ngoài nhỉ? Con trai ruột của mẹ đây mẹ còn không tin. À, đây, mẹ xem, quần áo con mặc để đi học đây. Cặp sách con cũng mang đây. Đâu, đưa đây xem. Sách vở của mày đây à? Hả? Học hành kiểu này à?
À, thế là hóa ra tiền tao đưa cho mày để suốt ngày mày đi chơi game à? Mày vào đây! Vào đây! Dám bắt nạt chị hả? Còn lâu. Hôm nay nhờ có cháu bác mới biết được thằng con nhà bác nó lại hư hỏng đến mức độ như vậy. Bác ở nhà bác cứ tin tưởng là nó học hành ngoan ngoan rồi, chứ ai biết đâu nó lại vẫn như thế. Bác ơi, con xin lỗi, con không muốn làm bác buồn đâu ạ. À mà này, cho bác xin số điện thoại nhé. Số điện thoại à? Ừ. Vì bác ở quê công việc nó nhiều lắm, không có thời gian để mà canh nó được. Là bác muốn cho cháu để ý nó xem nó đi đâu, làm gì, có đi chơi game không, học hành như thế nào. Rồi gọi điện cho bác nhé. Rồi có gì bác sẽ gửi bồi dưỡng cháu ít tiền. Khổ, bác cũng bận bịu lắm, ở quê bận lắm. Thì cái này là tấm lòng thành của bác thôi. Bác ơi, chuyện này cũng khó. Con đi học hoài à, khó để biết anh đó đi đâu làm gì lắm bác. Ờ thì thế này nhá, thì cháu cứ theo dõi giúp bác một tuần thôi. Thế sau đấy thì là bác sẽ tìm cách khác. Dạ. Được không? Con sẽ cố gắng ạ. Ừ, cho bác xin số điện thoại đi. Dạ. Ừ. 0912. Có cái gì là phải alo ngay nhá. Dạ, ừ. Con nhớ rồi. Ừ, để con mở cửa cho bác rồi, nhé. Rồi, ok. Thế thôi bác về nhá. Dạ, bác về. Bác về nhá. Rồi, ok. Quên được cái này mà tôi bị cái loại hàng xóm hớt lẹp như cô bán đứng. Anh sợ vậy á? Sao không học hành tử tế đi mà suốt ngày chơi game vậy? Tôi chỉ giúp mẹ anh á quản một đứa con hư như anh để quay đầu làm người thôi. Tôi đâu có làm gì sai đâu. Là người ấy, hay là ma, đấy là do thằng này. Cô làm cái thá gì mà đòi quyết định? Mẹ hay cứu con. Cô biết sợ cơ. Loại người như cô ấy, vừa ăn cắp, lại còn vừa biết la làng. Từ lúc cô xuất hiện ấy, tôi đã ngửi thấy cái mùi hãm hãm xung quanh rồi. Tốt nhất là cô nên cuốn xéo khỏi cái phòng trọ này đi. Bằng không ấy, đừng có trách thằng này được bác. Nè, anh kém cỏi đến mức mà cuộc đời mình cũng không làm chủ được, nên là bị một đứa con gái yếu đuối như tôi tác động sao? Cô! Miệng lưỡi hay lắm. Tránh ra đi. Alo. Ủa anh hả? Em tưởng là lâu anh mới tới. Anh đợi em 30 phút nha. Dạ dạ dạ. Em biết rồi. Dạ dạ. 301, trả phòng đi em. Khùng hả? Anh ơi, ở phòng em đang có tên khùng á, nên là hắn xông vô em đâu có biết gì đâu. Dạ. Dạ đúng rồi. Baby à, hôm nay trông em thật là nóng bỏng. Tuần sau nếu có rảnh ấy, nhớ vào đây với anh nhá. Anh sẽ chiều em tới bến. Anh ơi, mọi chuyện không phải như vậy đâu. Anh nghe em giải thích đã. Không phải như đó. Anh ơi. Anh. Nè, không hả? Một đời này quá khó để thấy nhau, đừng lạnh lùng rồi lạc nhớ nhé. Badlanders, game bắn súng sinh tồn thế hệ mới.